Bộ về mặt tôi mắc ói lắm hả? Đâu? Ý của tôi là mỗi lần mà tôi lấy đồ ăn ra cái là tôi nhớ lời của Hân nói là toàn mập đít, quê quá tôi cất đồ ăn vô luôn. Nhờ vậy mà tôi giảm cân được á, hay chưa? Rồi đợt này về quê tính ở đâu? Thì tôi ở bên nhà bà ngoại á. Chơi lâu không? Thì giờ thi xong hết rồi, chắc ở tầm 2-3 tháng nghỉ hè rồi tôi về lại trên thành phố. Ê, mà nè, nãy hỏi về Phong á, tôi cũng đang thắc mắc. Rồi bây giờ nó còn khùng không? Ủa, ai vậy? Phong á. Ui. Em tới đây chi vậy? Ôi, cái thằng này. Có chuyện gì hả? Đi về với em. Ôi, tôi về trước nha. Bye bye nha. Bao nhiêu năm gặp lại vẫn khùng như xưa. Đừng gặp Toàn nữa được không? Sao vậy? Tại vì cái thằng đó nó... Nó là thằng lừa đảo! Đúng rồi đó. Cái gì nữa? Toàn sao là người lừa đảo được? Chị Hai ơi! U là trời! Cái thằng đó là thằng giả mạo đó! Nó không đáng tin đâu! Nó giả thằng tàn mập để lừa chị đó! Ủa da! Khùng! Hai đứa bay á! Coi phim Mỹ riết rồi bị nhiễm đúng không? Thôi buổi giờ còn giả mạo gì nữa, nghĩ sao Toàn là giả mạo được? Toàn nó chứ ai nữa? Thì đó, trời ơi, hồi nhỏ nó mập mà nó lùn nữa, bây giờ thấy nó cau ráo mà nó ốm đi, nó chắc chắn không phải là thằng tàn mập đâu. Trời ơi, thì giờ người ta lớn, người ta trưởng thành, người ta dậy thì người ta ốm hơn, có gì đâu em. Ui trời, chị cãi im tì kích, bây giờ tính sao? Thôi đừng nói nữa, đi về nhà đi. Gì? Không, chị không về, hai đứa về trước đi. Không có về hả? Áp giả cho về, đi. Ôi, trời.